Vâng, lại là Matiz các bạn ơi. Lại là Matiz. Vâng. Mấy ngày hôm nay thì nói thật với em đang rất là khàn giọng. Nói nên là giọng nó hơi bị lệch lệch các bác ạ. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại về cho anh em một chiếc xe Matiz đây. Một chiếc xe Matiz 2008. Số sàn bản SE, biển Hà Nội, một chủ từ đầu 30K3788 3787. Với chiếc xe này là một chiếc xe màu trắng và được dán những chiếc tem thể thao rất là đẹp. Đó. Đời 2008, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. Nói chung là còn khá cứng xe. Với dòng Matiz này thì anh em mua về chạy gia đình hoặc chạy tập lái tránh mưa tránh nắng thì khá là ok cho anh em. Đó. Nó chủ có vài chục triệu đồng thôi thì anh em có sở hữu được ngay chiếc xe này. Nói chung là tiền nào của đấy anh em nhé. Một chiếc xe như này thì thứ nhất là máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, đăng kiểm dài. Đó, chạy không bị làm đường là ok. Và đặc biệt cái dòng Matiz này thì khá là lành. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì tầm khoảng 4,5L/100km thôi. Anh em ạ, anh em chạy cao tốc cũng được, chạy tất cả các tuyến đường đều được, rừng núi cũng được. Vì cái thân vỏ nó rất là nhỏ gọn thì mà động cơ của nó chỉ 0.8 thôi. Nếu mà một con xe như này mà lắp hẳn cái động cơ 2.0 thì các bác không thể chạy được. Đó. Thì thế là người ta thiết kế ra thì nó rất phù hợp. Chứ không phải là thiết kế ra để chạy chỗ này chạy được nên đường rừng thì không chạy được đâu các bác ạ. Các bác đừng nghĩ thế. Nhá. Một chiếc xe như thế này thì bên em đang chào bán với giá là 68 triệu. Và 68 triệu thì mọi người lại sở hữu được một chiếc xe như thế này. Đó, bốn bánh được trang bị la răng sắt. Đó, lốp thì của nó thì khá là mới. Đây, lốp rất là dày nha này. Lốp rất là dày nhá. Lốp rất là dày nhá, anh em thấy nhá. Đó. Xe này là của một chị ở đường trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Đó, Hoa Thủy Tiên. Đó. Sơn xi rất là đẹp. Đó, rất là đẹp cho khách hàng. Đó, la răng đúc rất là ok cho anh, la răng sắt rất là ok, sơn xi rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Ôi rồi, nhặt được tiền anh em ơi. Đấy. Rồi có cọc tiền đây này. Người bán còn Matiz lãi rồi. Đấy, anh em thấy rất là ok. Chỉ với 68 triệu thôi. Đấy. Chỗ này cũng gần đủ rồi, gần đủ con Matiz rồi. Không biết làm sao này, ai lại để ra đây đây. Anh em nào có rơi tiền thì bảo em nhá. Đấy. Một chiếc xe mà khá là hợp lý như thế này. Với giá chỉ có 68 triệu. 68 triệu mà các bạn đã sở hữu chiếc xe này thì quá là ok cho khách hàng rồi. Đúng không ạ? Mọi người liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863 để được tư vấn nhiệt tình. Các bạn xem video của em thì hãy bấm cho em một lượt like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả cái dòng xe mới về. Đó, các bạn nhé. Đó, giờ chúng ta sẽ xem cái phần nội thất này. Tầng này thì nó chẳng có gì, xem ở thân vỏ nó thế thôi. Anh em mua thì lấy thôi. Nghe à? Con này nội thất vẫn là lỉ nguyên bản này. Đấy, 7 màu. Bộ lỉ này rất là quý giá luôn. Trần vẫn trần lỉ luôn. Đó. Ôi, lại có cả thảm dài tắp lô này. Đấy, cộng với lại cái gì đây các bạn này. Đấy. Tắp lô không có khoan đục luôn các bạn nhé. Tắp ly taxi rất là đẹp luôn. Đó. Keo chỉ lôm nhôm. Nói luôn là keo chỉ lôm nhôm. Nhưng không có đâm đụng vào cột kèo. Không có đâm đụng vào cột kèo. Keo chỉ lôm nhôm nhưng không đâm đụng vào cột kèo. Keo chỉ này lớn nhất là do va quẹt khi mở cửa, hai là do mòn. Đấy, nó rụng theo thời gian. Đấy, anh em thấy nội thất đây rất là ok. Với giá chỉ có 68 triệu thôi mà các bạn đã sở hữu được chiếc xe Matiz như thế này. Đây, đó, do nó thời gian nó rụng chỉ thì các bạn ấy, sơn thì tạm nắp nên chạt vào đây thôi. Đó. Cốp các bạn này. Đó, đầy đủ hết nhá. Đấy. Không có vấn đề gì đâu. Đấy. Lốp dự phòng bên dưới nhá. Để quay nhiều cái dòng này thì thực ra nó chỉ có thế thôi. Cứ khách nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đấy, kính quay tay đỡ phải hỏng này. Kính quay tay thì cho đỡ phải kính điện, điện thì nó nhanh hỏng, đúng không? Gầm đây. Cái quan trọng nhất là cái máy gầm. Thế thôi các bạn ạ, quan trọng nhất là cái máy gầm, bô lăng khá đẹp đây. Đấy, điều hòa khá là mát nhá. Đấy, điều hòa này, AC này, kính điện này. Đấy, cái lỗ kiểu ổn định rồi. Đầu đài cắm USB và thẻ nhớ nhá. Đấy. Ôi trời ơi.
hơi coi xin rồi, lại phải chỉnh coi cho các bạn rồi. Mưa phun nước này, hết nước rửa kính rồi. Chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy ra, xem máy móc của nó như thế nào, ok không? Vậy nhá. Đây là khoang máy chiếc xe này các bạn này, máy móc của nó đây. Máy của nó thì là cơ MTX. Lòng máy các bạn nhìn này, lòng máy rất sáng luôn nhé, lòng máy rất sáng, chính khỏi chủ là rất chịu khó thay dầu luôn, con này chủ rất chịu khó thay dầu luôn, máy lổ rất êm luôn, máy lổ rất êm, con này máy lổ êm. Tất cả những phần đầu răng rất của nó là không có bị đâm va đâm xô gì cả, với phần đầu taxi này. Đó, tất cả nó rất là ok. Đèn đóm của nó rất sạch sẽ nhé. Đó, thì vừa rồi Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng giới thiệu qua cho quý vị anh chị và các bạn về chiếc xe Daewoo Matiz sản xuất năm 2008 bản SE biển Hà Nội. Đó, con này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá là 68 triệu. Quý hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì anh liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng để có thể cập nhật thêm. Vâng, 68 triệu anh em đã sở hữu chiếc xe này. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, quý vị anh chị khách hàng đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Vâng, một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn ở những video tiếp theo.